liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh, công ty NSG, công ty cổ phần đầu tư và định giá AIC Việt Nam và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra xác định hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra khi Hoàng Thị Thúy Nga, cựu chủ tịch công ty NSG, đã nhiều lần đưa tiền bằng các cách thức khác nhau cho các cựu lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh. Số tiền cụ thể được kết luận điều tra xác định là Nga đưa hối lộ cho Vũ Liên Oanh, cựu giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh tổng số tiền 14 tỷ đồng. đưa Ngô Vui, cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh, 14,8 tỷ đồng và đưa Hà Huy Long, cựu phó phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh, 1,8 tỷ đồng. Nhờ thông đồng với các cựu lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh, công ty NSG của Hoàng Thị Thúy Nga đã trúng 6 gói thầu, thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn năm 2016 đến năm 2019 sau đó nâng khống giá trị các gói thầu gây thiệt hại cho nhà nước hơn 80 tỷ đồng. Đối với bị can Hà Huy Long, cựu phó phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh, cơ quan điều tra xác định Hoàng Thị Thúy Nga đã 4 lần chuyển tiền cho Long để cảm ơn sau khi các dự án hoàn thành. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Long có đơn đề nghị được nộp lại số tiền bất chính và gia đình Long đã nộp lại toàn bộ số tiền 1,855 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục thiệt hại. Cơ quan điều tra xác định vai trò của Hà Huy Long là giúp sức tích cực cho Vũ Liên Oanh và Hoàng Thị Thúy Nga. Tuy nhiên trong thời gian công tác, Long đã có nhiều thành tích, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, huân huy chương. Quá trình điều tra, Long thành khẩn khai báo hành vi sai phạm của bản thân và tố giác sai phạm của Hoàng Thị Thúy Nga, giúp cơ quan điều tra làm rõ bản chất của vụ án. Hà Huy Long tỏ ra ăn năn hối lỗi và tự nguyện tác động và gia đình đã nộp trả toàn bộ số tiền 1,855 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra đã kê biên hai bất động sản một động sản và ba sổ tiết kiệm trị giá 5 tỷ đồng để phục vụ việc thi hành án.